tay. Từ trước đến giờ thì qua một quá trình rất là dài, không phải là một ngày và cũng không phải là một năm, và rất nhiều năm. Thì qua đấy thì tôi thấy là cái bổ ích của khóa học của thầy là có rất nhiều chuyên đề mà có ích cho các doanh nghiệp, và trong đấy là nó liên quan đến các thế hệ nhân sự đang làm việc và tiếp tục làm việc ở trong tương lai. Cái thứ nhất là về vấn đề tất cả các kỹ năng quản trị, và trong các ngành quản trị thì quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị khách hàng và quản trị sản phẩm và quản trị hạ tầng. Trong đấy có cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp liên quan đến cái nhận thức của các thế hệ sau. Thứ nhất là để đảm bảo được mình dự định cái mục tiêu của mình thì cái nguồn lực của mình phải được nâng lên. Thì tất cả các khóa học của thầy có ý nghĩa với các doanh nghiệp nói chung và có ý nghĩa với từng cá nhân một, nhất là các thế hệ đang làm việc và đang hình thành các doanh nghiệp mới và đang hoạt động trong các tổ chức của doanh nghiệp lớn. Thì rất cảm ơn cái PR Future của thầy đã hoạt động và đưa cái nền giáo dục và trong các doanh nghiệp để cho tồn tại và phát triển. Cái tổ chức học của công ty PR Future của thầy thì trong quá trình tham gia các khóa học của thầy thì từ năm, nếu mà tính đến bây giờ thì cả một quá trình học rất là lâu dài, và nó có rất nhiều chương trình, có rất nhiều cái chuyên đề, và để đảm bảo những cái mà cho doanh nghiệp tồn tại bền vững và phát triển thì qua đấy thì tôi thấy là học có ý nghĩa và giúp được rất nhiều trong cái doanh nghiệp của tôi. Đấy, trong cái doanh nghiệp của tôi thì tôi thấy là trong tất cả các ngành quản trị để cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển thì nó liên quan đến quản trị tài chính, quản trị khách hàng, quản trị sản phẩm và quản trị hạ tầng. Thì tôi thấy là các thế hệ đang làm việc và đang hoạt động các tổ chức doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cũng có rất là cái hiệu quả. Trước hết là đại diện cho một cái doanh nghiệp thì tôi thấy là có ích với bản thân mình và có hiệu quả cho cái hệ thống của mình. Tất cả những nhân viên của tôi đi học thì tôi thấy là về nhà có kết quả tốt hơn trong hệ thống, thì tôi thấy là có nhiều thuận lợi hơn và có sự phát triển hơn. Thế thì tôi mong muốn rằng là các khóa học tiếp theo thì do tất cả các bạn trẻ và các bạn là đang có ý định thành lập doanh nghiệp và đang hoạt động doanh nghiệp mới thì cũng lên để tham gia các khóa học để bổ ích cho doanh nghiệp của mình và bổ ích cho kiến thức của mình để thực hiện được cái mục tiêu của mình đưa ra. Cảm ơn chị. Xã hội này đảm bảo vì cái người ta muốn nó thấp kém. Nhưng nếu tôi muốn dẫn đất nước này đi thì tôi sẽ theo lý thuyết tinh hoàn, tức là tôi sẽ chấp bất chấp đám đông. Nếu đám đông ấy không đạt được trình độ, kỹ năng và thái độ, và tôi là thủ lĩnh, tôi sẽ dẫn. Khi họ thấy thành công rồi thì họ sẽ đôn tôi lên và đúc tưởng tôi. Cho nên là bạn ngồi đấy bạn mang đám đông thì bạn áp dụng lại. Vậy thì thái độ nó gồm cái gì? Thái độ nó là cái gì tôi không biết được. Tôi chỉ biết thế này này. Tôi chỉ biết là đời tôi nó gắn với ba chữ này: Lê, Thập, Dương. Các bạn ạ. Và tôi ở trong khối trường học, cho nên là đây nó có Edu, Tuyết Miên. Tôi là người Việt Nam mà, cho nên nó có chữ EVN. Và đây chính là định danh của tôi. Thì từ fanpage cho đến là Facebook của tôi, tất cả liên thông và nó nằm trên trang web letapduong.edu.vn. Và dựa trên nền tảng này tôi có đầy đủ các lớp học để huấn luyện các bạn kiến thức, kỹ năng, thái độ. Ok.